Xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Các bạn ơi, ngày hôm nay trong cái video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ đi mua một cái dàn sáo ở một cái nơi mà từ lúc mà ui giời ơi bụi lắm. Giờ nó bụi các bạn. Ngày hôm nay anh em mình sẽ đi mua một dàn sáo, ui lại bụi rồi. Một dàn sáo ở một cái chỗ mà từ lúc mình thành lập kênh YouTube đến giờ chưa bao giờ mình đến đây các bạn ạ. Đấy. Đó chính là Lạng Sơn nhé các bạn nhé. Đây anh em ạ. Anh em mình đang đi vào Hữu Lũng Lạng Sơn các bạn ạ. Đang đi vào Hữu Lũng Lạng Sơn để mua một dàn. Đi từ từ thôi nó đỡ bụi. Lại mẹ. Đi mua một dàn sáo hòa đàn các bạn ạ. Không biết là đê bao nhiêu. Hòa đàn không biết là đê bao nhiêu của một cái bạn này. Bạn ấy chán, bạn ấy bán, bạn nghỉ chơi diều ấy. Ở trong Lạng Sơn anh em ạ. Bây giờ mình còn một đoạn đường nữa khá là dài. Chắc phải tầm mười mấy cây nữa mới đến anh em ạ. Thì tí nữa đến nơi thì mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay đường cho anh em xem mà đường trong Lạng Sơn nó như thế nào nhé. Nó có khác gì so với đường ngoài mình không? Không, nó xem nó có khó đi hơn hay không. Nhưng mà đại loại mình vào chớm vào đầu Lạng Sơn là mình đã thấy bụi rồi. Chỗ này thì nó hơi bụi, còn ở trong thành phố Lạng Sơn thì nó không có bụi đâu các bạn ạ. Đấy, đây này. Bụi lắm, ở đây nó nhiều ô tô to nó đi. Thì đại loại là ngày hôm nay mình mua một cái dàn sáo này với cái giá là 1 triệu đồng nhé các bạn nhé. 1 triệu đồng, đi vừa thôi. 1 triệu đồng khá là rẻ anh em ạ. Tao bảo mày đi mày đỗ lại làm gì mày. 1 triệu đồng 13 hay là 15 quả ấy các bạn ạ. Không rõ, tí đến nơi thì mình sẽ show cho bạn xem nhá. Bây giờ phải đi đã. Tí đến nơi thì mình sẽ show cho anh em xem. Còn bây giờ thì mình phải show đường đã. Đây đấy. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Mình gặp nghệ nhân các bạn ạ. Gặp các cháu nghệ nhân rồi. Để mình trêu nó tí nhá. Mày vào đây làm gì? Đấy, đi. Đấy, mấy em cu chơi diều rồi. Anh nào quay. Nó đỗ lại trêu nó tí. Oai lở. Với anh xem cái diều nào. Sao diều đẹp thế kia. Nó nằm ngu quá. Chơi diều lâu chưa? Sao ai đây mà quen? Em toàn xem anh luôn. Em toàn xem anh á? Hay có xem anh không? Có mà làm con diều thế kia. Về rút chổi của bố mẹ làm cái diều khác nhá. Rút cái nan chổi ấy. Con này đẹp dài à. Nhật ánh phải không? Rồi đi rồi, chào mấy thằng cu nhá. Anh đi mua sáo đây. Đi được các bạn ạ. Thế à? Cảm ơn nhá. Trời đất, mấy cậu bé này dễ thương quá anh em ạ. Ok. Ở đây có cái quán karaoke to ấy nhỉ. Mình chưa đi hát karaoke bao giờ. Không biết là vào trong đấy nó có cái gì mà các anh em máu thế. Anh em mình gần đến nơi rồi các bạn ạ, đến chợ phỏng rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ quay em qua cổng trường học xem mà có gái không cho anh em ngắm. Ngày hôm nay thằng Phương nó đi học phải đi một tay nữa.
Nghe Phương nó đi học, mình đang nhờ con em gái mình nó đưa mình đi các bạn ạ. Hello các bạn. Hello các bạn. Các bạn nhìn con em gái mình nó giống con ấp không? Thế nó hỏi. Đây là cái khu sầm uất nhất cái đất Phổng này nhé các bạn nhé. Đây nó gọi là thị trấn Phổng. Nào đi. Đi đi. Mình đến trung tâm rồi các bạn ạ, đến trung tâm chợ Phỏ Mòi. Đến rồi nhá. Nào. Đây là trung tâm chợ Phỏ nha các bạn nhé. 60 ạ. Đàn 60. Có nứt vỡ gì không? Hòa đàn 60 các bạn ạ. Rất nét. Vấn đề quay cho anh em xem. Cho anh em xem từng con mắt này. Giờ là nó là âm cưa âm đàn không? Âm đàn. Dáng này là nó cũng giống dáng cưa đây này. Nét luôn nha. Ok. Theo như cái đánh giá và cái nhận xét của mình đối với một cái dàn sáo dàn này thì nó gọi là không phải là siêu nét, nó gọi là nét thôi anh em ạ. Nhưng với cái giá là 1 triệu thì quá là rẻ, quá là hợp lý cho anh em luôn. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ thanh toán tiền cho bạn ấy nhé. Xong sau đó thì mình sẽ cho các bạn nghe âm và bạn nào thích thì liên hệ với mình nhé các bạn nhé. Ok, cảm ơn em đấy. Về đây. Ok anh em, mình nghe âm với mình thôi. Ok anh em ơi, sau khi giao dịch xong thì mình đã cầm được dàn sáo ra đến một đoạn đường khá là đẹp rồi. Ôi, chuột. Chó đuổi. Chó nó đuổi anh em ạ. Ôi, đi từ từ thôi, nó không đuổi nữa rồi. Đi từ từ thôi. Nó rình mình rồi, bắt đầu nó đuổi mình các bạn ạ. Ok anh em ơi, hình thức thì mình đã giới thiệu cho anh em xem một, phải nói là ok đấy, nét đấy các bạn ạ. Không quấn đai đồng nhưng mà đây nó, đây bạn em lại ngắt đai luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em, giờ mình sẽ cho anh em nghe âm nhá. Khá là tối rồi đấy. Sau khi test âm xong thì mình cảm thấy âm con này nó khá là ok anh em ạ. Khá là nét luôn. Mình chưa thấy loạn con nào cả. Quá nét luôn, trong cái tầm giá 1 triệu thì mình nói thật với anh em mà quá mua được luôn. Ok các bạn. Bây giờ thì đi về thôi.